Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái clip size cá 50 cho anh em xem nha anh em. Đấy, đây là size cá 50 nha anh em. Đó, thì nói chung á là cá 50 mình hiện tại thì có rất là nhiều anh em ơi, cũng khoảng vài chục con á. Cho nên là anh em nào có bắt cá 50 á thì tranh thủ nha, tranh thủ bắt. Tại vì nếu mà bắt càng lâu thì cá nó sẽ càng không được đẹp một xíu nha. Đó. Có một anh thì hôm trước cũng kêu mình quay một cái video mà mình cũng nói chung là cũng hơi bận cho nên là cũng chưa quay được cái video đó cho anh xem. Là quay cái video cá mà nó đá nhau, nó bị gách đuôi anh em, mấy con cá gách đuôi á. Thì ảnh nói chung là nhiều người thích cá này, nhiều người thích cá kia. Thì ảnh thì thích thì những con cá mà nó bị gách đuôi, mà gách đuôi kiểu đẹp á anh em. Đó. Cho nên là hôm nay mình sẽ cũng coi thử có cá gách đuôi không, mình lựa ra cho ảnh nha. Lựa ra cho ảnh, mình quay cho ảnh xem. Đấy. Thì anh em thấy cá không? Quá trời đẹp luôn, lên màu quá trời ok luôn. Cá mình hiện tại là bán là cá mang đỏ nha anh em, chứ không có cá mang xanh nha. Cá này hy rồng của mình là cá mang đỏ, mình đang mang đỏ nha anh em. Còn đây, vàng trên đây là vàng cá 30, trên đó là 20. Đó, nói chung là mình cũng phải lựa theo size mình bán nữa. Có mấy con 20 mà nó cũng bằng 30, cho nên là cũng đem xuống bán 30 luôn. Đó, như vậy. Còn vàng cá bên đây, để mình dở cá ra anh em xem. Đấy, nó chưa có sung á thì nó như vậy. Mấy cá này thì mình lên cá được 2 ngày rồi. Thì nói chung là cái vàng cá này, mấy con cá này thì mình thấy nó khá là ok luôn. Khá là đẹp. Để cho nó phùng lên một xíu cho anh em xem. Đó, nó đang cự nhau đó nè. Nó cự. Tại vì mấy con cá này cũng mới vừa lên keo 2 ngày à, cho nên là có con thì vô là nó sụp liền, nó sụp nhau liền. Rồi có con thì nó chưa, từ từ nó mới lên màu được anh em. Đấy, con này sụp nhau rồi nè. Cá này về anh em, nếu mà muốn cho nó sung luôn thì phải huấn luyện từ từ, cá nó mới lên hoài nha anh em. Đó. Còn mấy con cá nào nó đen thấy nhau, nó đen kè là mấy con cá chuẩn bị lên màu đen. Đó. Thì mình bán cá cho anh em là mấy con cá mà chưa lên màu là mình chưa có bán nữa nha. Mình đợi cho nó lên màu đen cái gì nè. Nó lên đen rồi. Cái kiểu mà mình lên cho mình thấy cá rồi mình mới bán cho anh em. Con cá nào bị gách đuôi thì nhiều quá thì mình cũng không bán nữa. Đó. Con cá nào mà bị gách đuôi ít thì mình mới bán. Vậy đó. Tại vì con cá này mình cũng mới vừa kêu ông anh mình thay nước lại giùm anh em. Đó. À, biết sao không? Tại vì hôm qua là mình có lên thử nước lá dừa, nhưng mà thấy gì nó sung thì nó sung thiệt đó, nhưng mà qua một ngày sau lá dừa nó ra nhiều cái giống như là mủ quá, nó ra nhiều mủ quá nè. Trời, vợ mình sao em để đại xuống đi đó. Hôm nay mình lên gác mình ngủ với chung với mấy con cá luôn. Cho nên là nó cũng hơi chật. Đấy. Đây là cá 50 nha anh em ơi. Nếu mà có ai mua cá thì các bạn qua Zalo nha. 0708281. Đây. Có một con cá đuôi đẹp rồi nè. Là con này. Cái cá đuôi đẹp. Đó, cái đuôi. Chính giữa cái đuôi chơi vậy đó. À, thấy không? Để họ anh gửi cái con để ủng hộ mình sẽ quay con cá này lên để coi thử ảnh có bắt không. Đấy, một con cá đuôi này khá là đẹp nè. Cá đuôi kiểu khá đẹp anh em. Sao nãy dở ra nó phùng hết trơn, mình sao bây giờ dở ra nó chưa phùng thôi. Đây mình dở thêm mấy cái keo này thử đi, nó có chơi nó có phùng với nhau không. Tại vì hồi sớm mình cũng mới vừa kìa nhờ anh mình lên keo lại giùm mình à. Thay nước á. Nước này là nước mới nha. Đấy, trời ơi, con cá này đẹp nè. Quá trời đẹp luôn. Cá nó quá đẹp luôn anh em. Wow. Quá tuyệt vời. Chắc mình sợ là mấy con cá này nó nhát. Nó nhát chứ không phải là nó không có ấy đâu. Nó phùng. Nãy là thấy nó phùng rồi. Mình thấy nó phùng rồi, nhưng mà chắc để xuống lại nó cái này thấy nó nhát cái gì. Đó, về cái này dở ra là phùng hết hết, thấy không? Đó. Chào con. Phùng hết luôn anh em ơi. Trời ơi, cái này chung nè. Đây là cá này là size 50 nha anh em.
đó, vậy ngoài trên đây là xe 50 nè, nào xe 50 nè. Ồ, xung ghê không? Đây mình gỡ cái này hết luôn rồi, cho thử. Nó không phụ vô con này, nó không phụ vô con kia, cho nó kích lên. Nói chung là mấy con cá này nếu mà mình kích lên nó lên hết à. Nãy hai con này mới vừa để xuống, hai con này mới nó phụng ở trên là để xuống cái nó hết phụng, không biết sao. Thấy nó phụng cũng khá là đẹp. Đó. Anh em thấy không? Ok không? Đó. Thì đợt cá này lên keo là mình thấy phụng được khoảng là 80-90% đó anh em. Mới có hai mới có mình lên keo bữa thứ bảy. Ở thứ bảy chủ nhật thứ hai là 2 ngày rồi. Hôm nay lên 2 ngày rồi đó. Mà cái sáng này thì mới thay vừa nhờ ông anh thay nước lại đó. Đây, hồ nó đẹp nè. Quá trời đẹp luôn. Cá này thì mình cho ăn chùm chỉ nha anh em. Anh em nào mà có ấy thì mua chùm chỉ cho anh ăn. Mình thì cũng như đang chuẩn bị ép cá nè. Mình sẽ làm clip ép cá cho anh em xem nha. Thì ép cá thì mình có mua đồ ăn cho nó ăn á. Nói chung là các con thì lúc trước mình ép á thì mình mua cho nó ăn là bo bo nè. Thì bây giờ mình cũng đang nuôi bo bo nữa. Nếu mà mình nuôi bo đợt này thành công á thì mình hướng dẫn anh em cách nuôi bo bo luôn nha. Thì trên mạng thì nhiều cách lắm, mình nuôi theo trên mạng thì nó cũng lên cũng khá là nhiều á. Nhưng mà cần nhiều điều kiện nước thì mình nuôi thì nuôi nước tảo anh em, nước tảo mà nước tự nhiên á. Nếu mà để ngoài ấy nó lên luôn á đó. Đó rồi, anh em nào muốn mua cá của mình thì các bạn qua Zalo là 0378282821 nha, để có thể sở hữu với em cá đẹp nhất trong bầy trước. Nếu mà anh em nào mua trước thì nói chung là bắt kiểu này nè, con đẹp nhất mình giả hết chơi mấy con này ra coi, mình ra bắt mấy con đẹp trước. Như con này là bắt rồi nè, con này đẹp nè, thấy không anh em, nó không đem nó cá gì chơi không. Ai mà mua trước thì sẽ được những con như thế này, còn ai mua sau thì được những con mà nó hạn chế độ đẹp lại giống như con này đó. Đó là như vậy, đó là như vậy nha anh em. Nói chung là người nào trước thì sẽ được những cái con ok trước thôi, tại vì buôn bán là phải vậy chứ giờ biết sao. Đâu phải anh em nào muốn cá đẹp hết trơn, hoàn toàn hết trơn là cũng có đâu, phải không? Nó cũng phải có tự phân bậc loại này loại đồng loại hoang dã, nó đá ngoài tự nhiên á, cho nên là nó cũng phải có gách này gách kia chứ không phải là lúc nào nó cũng hoàn toàn hoàn hảo giống như cá của mình được đó. Nhưng mà toàn hoàn hảo giống như mình nuôi vôm, mình vôm lên cá nuôi được, cá ép ở nhà, cá ép ở nhà lai rồi này kia đó. Rồi ok, thì nói chung là cũng có một số ít cá nó bị gách thôi chứ cũng không có cá gách bị nhiều nha anh em. Đó. Thì cá này thì anh em dưỡng lại nó cũng mau lên lạnh đuôi lắm. Hôm chủ nhật có chú kia lại bắt 6 con cá 50 anh em. Lại nhà mình lựa, nói chung là anh em nếu mà anh em ở gần mình á, khu vực Củ Chi này ở gần á thì lại lựa cá của mình. Đó, dễ cho dễ nha anh em. Rồi, ok. Bữa chủ nhật, tại vì mình ở nhà thì bữa chủ nhật ở chủ nhật qua nhà bữa chủ nhật. Còn ngày thường thì mình đi làm tăng ca không à, cho nên là cũng ít có thời gian lắm anh em ạ. Hôm nay thì được về sớm một bữa nè, không biết mời có tăng ca không đó. Đó rồi, ok, nếu anh em nào có mua cá thì kết bạn qua Zalo nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha.